chúng tôi tiếp tục cập nhật về vụ cháy lớn đã xảy ra vào ban đêm tại một căn nhà trong ngõ 119 phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến cho nhiều người tử vong. Và ngay lúc này thì phóng viên Thu Thủy đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết về vụ việc. Xin mời chị Thu Thủy ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các lực lượng chữa cháy cùng phối hợp triển khai chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức cắt phá khóa cổng chính, đồng thời triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của hộ gia đình này và sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị cứu được 7 người. Sau 10 phút tổ chức chữa cháy thì đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mắt cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến hồi 1 giờ 26 phút cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Vụ cháy đã làm 14 người chết, trong đó 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ bệnh viện 198 và 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải. Vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp thu quý vị và các bạn tin tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Thủy về thông tin kịp thời này. Và ngay trong sáng sớm ngày hôm nay thì Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Điều hành Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến chỉ đạo tại hiện trường trong vụ cháy này. Tại đây thì Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đi lên các tầng trong tòa nhà xảy ra cháy để kiểm tra và đánh giá nguyên nhân của vụ việc. Các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng cùng với các đơn vị chức năng tập trung tìm kiếm kỹ tất cả những phòng trọ, khu vực khe, kẽ giáp danh giữa nhà trọ, nơi xảy ra cháy với những nhà dân xung quanh để cứu hộ cứu nạn người dân nào còn mắc kẹt. Cùng với đó tập trung lực lượng điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo về hỗ trợ thân nhân, gia đình các nạn nhân trong công tác hậu cháy. Và cũng trong sáng ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thông tin về vụ cháy này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Bản tin sẽ được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác. Mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phương Hoàng Kim, sinh năm 1973, nguyên là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan tổ chức phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án. Mọi thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đề nghị gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo địa chỉ số 7, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và theo số điện thoại 0692341536. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ án hình sự tuyên phạt 9 bị cáo có độ tuổi từ 16 đến 34 cùng ngụ tại các huyện Châu Thành, An Biên, Rồng Giềng và thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang với mức án từ 2 đến 8 năm tù giam về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Trong đó có 2 bị cáo là Võ Văn Mỹ và Nguyễn Hoài Hận, vừa là nạn nhân vừa là bị cáo. Trước đó do mâu thuẫn nên các đối tượng đã hẹn nhau mang hung khí để đi trả thù. Hậu quả nhóm của Thảo và Linh đã gây thương tật cho Mỹ là 61% và Hận là 2%. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 7 bị cáo từ 3 đến 8 năm tù giam về tội giết người. Mỹ và Hận mỗi bị cáo 2 năm tù cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội vận chuyển hàng cấm. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối với Mạch Đức Hải, trú thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về hành vi tổ chức vận chuyển hàng cấm là 9.700 bao thuốc lá điếu thành phẩm do nước ngoài sản xuất. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm 6 đối tượng khác có liên quan.
khoảng 0 giờ 45 phút rạng sáng ngày hôm nay 24 tháng 5, một đám cháy lớn đã xảy ra tại nhà trọ trong ngõ 119 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gây thương vong lớn về người. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ. Hiện trường vụ cháy là một ngôi nhà cho thuê trọ gồm 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động nhiều phương tiện cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Bên cạnh đó, đông đảo lực lượng y bác sĩ cùng với xe cấp cứu cũng được điều động tới hiện trường. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, rộng khoảng 2 m, cách mặt đường trung kính chừng 200 m, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa được dập tắt, chỉ còn những cột khói bốc cao. Công an đã phong tỏa phố Trung Kính. Lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận tìm kiếm nạn nhân. Hiện con số thương vong chính xác vẫn đang được thống kê. Chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Chuyển sang một thông tin khác, Tòa Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Thạch Cương, sinh năm 1987 và Tô Hoàng Trương, sinh năm 1986, cùng ngụ tại xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Như ANTV đã thông tin, từ năm 2020 cho đến khi bị bắt, Thạch Cương và Tô Hoàng Trương thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã thu thập đủ chứng cứ, chứng minh 11 bài viết, 7 video trên trang cá nhân của Thạch Cương và Tô Hoàng Trương có nội dung sai sự thật, giả mạo, xúc phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết trong vụ án, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Thạch Cương 4 năm tù và Tô Hoàng Trương 3 năm 6 tháng tù cùng về tội danh nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Ngọc An, Đặng Văn Quân, Nông Quốc Việt cùng chú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên về tội mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp dạng tinh dầu. Và đây là một dạng ma túy mới gây nguy hại lớn cho giới trẻ. Vật chứng thu giữ gồm 40 lọ dung dịch dạng tinh dầu có tổng thể tích là 155ml và một số vật chứng liên quan khác. Qua giám định thì toàn bộ lọ dung dịch trên đều chứa chất ma túy tổng hợp loại mới. Khi sử dụng thì các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào hay cỏ khô để đưa vào cơ thể, gây ảo giác tương tự như cần sa. Qua đấu tranh thì các đối tượng khai nhận mua về để bán lại cho những người có nhu cầu sử dụng để kiếm lời. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án này. Lô Văn Duy, sinh năm 1990, cấu kết với người nước ngoài mua ma túy với số lượng lớn đưa về Việt Nam tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động, đối tượng mang theo vũ khí quân dụng nhằm đối phó với lực lượng công an. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ, Duy đã bị công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng. Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2024, Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt giữ Duy khi đối tượng đang ẩn nấp tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Khám xét hiện trường, lực lượng công an thu giữ 480 viên ma túy tổng hợp, 2,8 gram heroin, một khẩu súng carbine chứa 13 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng, 6 khẩu súng tự chế, 3 dao nhọn, 5 điện thoại di động. Duy là đối tượng cầm đầu, móc nối với một người nước ngoài, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài đưa về Việt Nam, bán cho người nghiện trên địa bàn. Đồng thời, Duy còn móc nối với các đối tượng khác để vận chuyển ma túy đi các nơi, trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ. Là đối tượng nghiện ma túy nặng, trong quá trình hoạt động, Duy luôn mang theo vũ khí như súng quân dụng, súng tự chế, dao và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện hay truy bắt. Thưa quý vị, xử lý tận gốc tình trạng tụ tập đua xe, náo loạn đường phố của thanh thiếu niên đã và đang là những yêu cầu đặt ra với các lực lượng chức năng tại nhiều địa phương. Và những năm gần đây thì sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội đã gây ra nhiều tác động không nhỏ, ảnh hưởng tới tư duy, nhận thức của học sinh, nhằm đối tượng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo. Vậy cần phải làm gì để xử lý tận gốc tình trạng tụ tập đua xe, náo loạn đường phố này của thanh thiếu niên? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
Hình ảnh ghi lại cuộc đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 37 của một nhóm thanh thiếu niên tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Hành vi của các đối tượng thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và gây hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tôi thấy hành vi của mình là gây rối trật tự công cộng và gây rối trật tự giao thông. Khi xảy ra sự việc thì tôi đã ăn năn hối lỗi rất nhiều và tôi mong các bạn trẻ không nên làm theo tôi. Thông qua mạng xã hội thì cùng nhau là tụ tập lại ở tại điểm dân cư nông thôn xóm Trung La 2 xã Liên Hội, và các đối tượng tụ tập tại đây thì sau đó là cùng nhau đi trên đường để lấy uy thế, lấy danh tiếng với những người ở trong nhóm, thậm chí là quay video lại và chia sẻ lên mạng xã hội để được mọi người, đặc biệt là giới thanh niên, giới trẻ là hô hào hưởng ứng rất là nhiệt tình, dẫn đến một cái hệ lụy rất là lớn để trong tư tưởng của giới trẻ hiện nay là muốn nổi tiếng. Không ít các clip ghi lại cảnh đua xe trái phép như vậy đã được các quái xế tung lên mạng xã hội, lại nhận được sự hưởng ứng, khen ngợi của không ít các bạn trẻ. Bởi vậy, khi có con em trong độ tuổi vị thành niên, nhiều phụ huynh lo lắng trước những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đến tư duy, nhận thức của trẻ. Cần được sự giáo dục giữa kết hợp giữa nhà trường với gia đình để giáo dục con em mình chưa đến độ tuổi thì không được sử dụng xe trái phép, để khỏi gây ra những cái trường hợp đáng tiếc. Gia đình mình phải có cái sự giáo dục các con em mình và quản lý chặt chẽ. Các cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình cần tích cực quản lý, giáo dục, tuyệt đối không giao phương tiện phân khối lớn cho con em mình khi chưa đủ tuổi. Các trường học, tổ chức đoàn thanh niên, đội thiếu niên tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh sinh viên, có chế tài xử phạt riêng đối với các học sinh vi phạm. Nhận thức của các em, các cháu còn rất hạn chế, thường là theo cái xu hướng đám đông. Nên là trong cái thời gian vừa qua này, tập thể chỉ huy công an huyện, lãnh đạo công an huyện chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với lại các nhà trường trên địa bàn, cũng như là trung tâm phát thanh truyền hình của huyện, cũng như là ở các phòng ban trên công an tỉnh, tích cực là tuyên truyền bằng nhiều hình thức xuống dưới địa bàn và nhất là các nhà trường, và đồng thời là lan tỏa và phòng ngừa trên cái không gian mạng, đó là các trang fanpage. Ngoài ra, người dân cũng cần nâng cao hiểu biết về luật pháp và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Họ cần nhận thức rõ về những hậu quả và tác động xấu của việc tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và tham gia đua xe trái phép. Bằng cách này, mỗi người có thể đóng góp vào việc đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trong cộng đồng. Mới đây tại ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đoàn công tác Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ trao nhà nghĩa tình đồng đội tặng đồng chí Trung úy Nguyễn Ngọc Mới, cán bộ Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhà có cấu trúc bán kiên cố, vách tường, mái tôn, diện tích 70m², kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng, trong đó Công an tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhằm san sẻ, giúp đỡ, động viên đồng chí Nguyễn Ngọc Mới yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, khám tư vấn sức khỏe, thay đục thủy tinh thể miễn phí cho đoàn viên, thân nhân của đoàn viên công đoàn. Và đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn Công an thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn thành phố hưởng ứng lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của quốc gia, của Bộ Công an và của Công đoàn Công an Nhân dân để chủ động tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Song song với các hoạt động, Công đoàn Công an thành phố Hà Nội triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm sóc sức khỏe đoàn viên, thân nhân đoàn viên công đoàn. Với nội dung tư vấn, khám sức khỏe miễn phí đoàn viên và thân nhân đoàn viên công đoàn, hỗ trợ thay đục thủy tinh thể đối với thân nhân đoàn viên công đoàn,
Đây là những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động, để người lao động yên tâm gắn bó với tổ chức công đoàn, với đơn vị. Chương trình được tổ chức từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 tại 3 địa điểm trụ sở của Công an thành phố Hà Nội, với sự tham gia của 1.500 đoàn viên công đoàn.